Lô đài đôi của lô đài Megati kỳ 108, giữa hai đôi là một bên là Sơn Biên Hòa với Khánh Ly, đôi còn lại là Độc Tú với Bạch Huệ. Trận này là trận cũng thu hút được rất nhiều cái sự quan tâm của người hâm mộ. Mệnh giá bên ngoài trận đang treo lơ lửng là 100 bia. Đây là những trận đấu rất đáng yêu, càng nhiều bia thì càng đáng yêu. Bây giờ chúng ta đang ở set thứ nhất và tỷ số đó là 2-2. Cái gì mà có chồng mà thoải mái đi. Cánh rồi, cho chai suối. Mày quá. Đúng tiền em luôn á. Ba đều, hai bên khởi đầu rất là cân bằng. Quá Sơn ơi, nước đang hướng về em đó. Wow, pha giật rất là căng của Sơn Điên. Tỷ số set 1 bây giờ đang là 4-8 và đôi Tú Huệ đang giao bóng. Và kết thúc set 1 là tỷ số 11-4 cho đôi Khánh Ly và Hoàng Xuân Sơn. Chúng ta chờ đón set đấu thứ 2.